Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, thật chúng ta có nhiều cớ để chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những sự dạy dỗ dẫn dắt của Chúa dạy cho chúng ta biết cách để chúng ta cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, tôi nhớ khi được sự dẫn dắt của Chúa trong sự sức dầu của Chúa Thánh Linh thì đã đứng trên đất Việt Nam để công bố dòng sông sự sống của Chúa, những dòng sông sự sống của Chúa tuôn chảy trên đất nước của chúng ta. Và nhìn lại chúng ta thấy trải qua những sự khó khăn nhưng Chúa Ngài đã làm những công việc mà trước đây chúng ta chỉ ước mơ, nhưng bây giờ chúng ta đã thấy hiện thực. Trong mùa Giáng sinh chúng ta đã thấy Chúa Ngài ban phước để người có thẩm quyền về truyền thanh truyền hình ở nhà nước Việt Nam của chúng ta đã cho cuốn phim về cuộc đời của Chúa Giêsu được chiếu ở trên các kênh truyền hình ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây là điều hết sức là đặc biệt. Và tháng rồi chúng ta thấy cũng là một cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho để Kinh Thánh đã được sử dụng trong các nhà tù. Đây là một trong những cái quyển sách được định và được phép sử dụng ở trong các nhà tù ở tại Việt Nam. Đây cũng là một bước phá mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Và trong mùa thương khó và phục sinh, cuốn phim về cuộc đời của Chúa Giêsu cũng đã được chiếu ở trên các kênh TV ở tại Việt Nam, truyền hình ở tại Việt Nam. Anh chị em, đó là những điều mà chúng ta thấy Chúa Ngài đang làm trong mức độ mà tiềm năng nhiều người trên đất nước Việt Nam của chúng ta có thể được nghe, được giới thiệu về cuộc đời của Chúa Giêsu và tin lành cứu rỗi của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà đối với tôi đây là một cớ lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Là cớ lớn để chúng ta là những người biết quan sát. Chúng ta thấy Chúa Ngài đang làm và trong sự dẫn dắt của Chúa. Để chúng ta có thể tiếp tục bước đi ở trong ơn của Chúa và làm những điều mà Chúa Ngài đã định. Những đại hội, những chương trình huấn luyện, những sự giảng dạy. Cảm ơn Chúa vì Ngài giao cho chúng ta có thẩm quyền và được ơn của Chúa để chúng ta có thể chúc phước, để chúng ta có thể khai mở những công việc ở trên đất này, thì Chúa Ngài cũng sẽ mở ở trên trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Trong mức độ của hội thánh, của gia đình, của đời sống cá nhân của chúng ta. Nếu cho em trong những ngày qua trải nghiệm những phước hạnh từ nơi Chúa, cho sự chữa lành, cho sự giải cứu, cho sự phục hồi, cho sự cứu rỗi của những người thân thương của chúng ta. Ở dưới các dòng bình luận, hãy cùng với các anh chị em khắp nơi chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, để chúng ta quy vinh hiển về cho Chúa. Vì Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta, và khi Ngài đáp lời cầu nguyện, Ngài làm những công việc lạ lùng của Ngài, khi Ngài can thiệp vào trong đời sống của chúng ta, thì phép lạ đã xảy ra. Hãy quy vinh hiển cho Chúa và lớn tiếng cảm tạ Ngài. Khi anh chị em làm công việc đó, anh chị em đang mở cánh cửa để những phước hạnh, những phép lạ kế tiếp sẽ xảy ra. Vì Chúa hứa với chúng ta, Chúa Ngài ban phước trên những tấm lòng, những cuộc đời biết ơn Chúa, biết cảm tạ Ngài. Ở trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, hãy làm công việc mà chúng ta đã hứa ở trước mặt Chúa. Đó là khi Chúa Ngài can thiệp, Ngài làm những phép lạ của Ngài, thì chúng ta là những người đầu tiên sẽ trở lại để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa Ngài làm cho VBC Houston trong những ngày qua từ đầu năm cho đến bây giờ. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa làm trên đời sống cá nhân của tôi từ đầu năm cho đến bây giờ. Chúng tôi đếm các phước hạnh của Chúa, và có những điều mà trước đây chỉ là một ước mơ, nhưng mà bây giờ Chúa cho đã là hiện thực. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa Ngài làm. Quý xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta sẽ luôn luôn được Chúa Ngài dẫn dắt. Và cuộc đời của chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta làm nhịp nối, chúng ta làm những người cầu thai. Chúng ta đứng vào ở trong vị trí, những chỗ sức mẻ. Chúng ta cầu nguyện, cầu thai, cầu xin để Chúa Ngài can thiệp vào và sẽ làm những việc lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Để dân tộc của chúng ta sẽ được cứu. Từ trong nước cũng như ở hải ngoại, hết thảy đều sẽ có cơ hội để nghe tin lành cứu rỗi của Chúa ít nhất là một lần ở trong đời của mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong chủ đề bước đi theo Thánh Linh. Một buổi tối hôm nay tôi mời anh chị em, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và được hướng dẫn trong đề tài dẫn dắt bởi Thánh Linh. Như Roma chương 8 từ câu 5 cho đến câu số 11, chúng ta đã được nhắc nhở như thế này. Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt. Còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc linh.
Chú tâm vào xác thịt sanh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuần phục luật pháp của Đức Chúa Trời, thật ra nó không có khả năng để thuần phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em, thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Tối hôm nay chúng ta tập trung vào câu số 6. Chú tâm vào xác thịt sanh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đi theo sự dẫn dắt của xác thịt thì nó sẽ sanh ra sự chết. Nhưng khi chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh thì sẽ sanh ra sự sống. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời có một sự chu cấp cho chúng ta trong sự dẫn dắt của Ngài. Và Ê-sai 30 câu 21 lời của Chúa nói như thế này: tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau, đây là con đường, hãy đi theo. Khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. Cho chúng ta thấy một cái hình ảnh một người đang bối rối không biết phải đi hướng nào. Thì người được dẫn dắt của Thánh Linh của Chúa, có một lời hứa của Chúa là tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau, đây là con đường, hãy đi theo. Khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. Cảm ơn Chúa. Thần mưu luận của Chúa là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là một trong bảy vị thần của Đức Chúa Trời, hay nói là bảy thuộc tính của Đức Thánh Linh. Ngài dẫn lối chúng ta. Có một sự dẫn dắt của Chúa là điều đảm bảo cho sự vượt trội, sự thành công và kết quả trong đời sống của chúng ta. Ngài sẽ dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Ngài sẽ làm cho chén của chúng ta được đầy tràn. Vì không có một cái quyền lực nào có thể ngăn cản mưu luận của Đức Chúa Trời được. Ê-sai 46 câu 10 nói: mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi việc ta đẹp ý. Cảm ơn Chúa. Trong tiếng Anh là my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Cảm ơn Chúa vì mưu luận của Chúa mà Ngài đã sẽ lập và Ngài sẽ làm ra mọi sự đẹp ý của Ngài. Cho nên một khi chúng ta nắm được mưu luận của Chúa, tương lai của chúng ta sẽ chắc chắn. Vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm thành. Khi Chúa bảo đi thì không có một con quỷ nào có thể ngăn chặn bước chân của chúng ta được. Khi Chúa bảo hãy di chuyển thì không có gì có thể đè bẹp chúng ta được. Châm ngôn chương 19 câu 21, lời của Chúa cho chúng ta thấy trong lòng của loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Những mưu kế ở trong tấm lòng của con người chúng ta, trong hình ảnh nếu chúng ta đi theo xác thịt thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể có những cái mưu kế, nhưng chúng ta cần nhận biết là chỉ có ý chỉ của Đức Giê-hô-va thì mới được thành mà thôi. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta biết được ý chỉ của Chúa, chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Vì khi Chúa chỉ cho chúng ta con đường phải đi, con đường đó chắc chắn phải được thành lợi. Chúng ta đang ở trong những ngày của khải tượng, của phước hạnh mà Chúa định cho hội thánh của Chúa. Và chúng ta cần thần mưu luận của Chúa hơn bao giờ hết. Trong chương buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ, chúng ta sẽ cùng học những điều kiện cần có để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa. Và khi Chúa Ngài dẫn dắt, Ngài đưa chúng ta vào trong những điều tuyệt diệu mà chúng ta sẽ thấy được ở trong buổi tối hôm nay. Khi Chúa hướng dẫn sẽ khiến chúng ta trở nên những người lãnh đạo. Vì khi chúng ta biết đường, chúng ta đi trước, chúng ta dẫn đường, dẫn người khác đi vào con đường mà Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta. Anh chị em, đây là hình ảnh mà xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được. Chúng ta là những người lãnh đạo trong sự sức giàu, trong sự dẫn dắt của Chúa. Để chúng ta sẽ lãnh đạo, chúng ta sẽ hướng dẫn và chúng ta sẽ thấy nhiều người sẽ đi theo chúng ta. Vì chúng ta có đường lối của Chúa, được Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta. Và khi chúng ta làm theo đường lối của Chúa, chắc chắn Chúa Ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên và đặt chúng ta đi phía trước. Và chúng ta sẽ dẫn đường cho nhiều người. Đây là vị trí mà tôi tin rằng Chúa định cho tất cả con cái của Chúa. Vì Chúa Ngài truyền lệnh cho chúng ta trong sứ mạng vĩ đại: hãy đi dạy dỗ muôn dân. Đây là một mạng lệnh, nhưng mà cũng hàm ý chúng ta là những người ở trong vị trí có thể dạy dỗ muôn dân. Không phải ý của chúng ta, không phải sự khôn ngoan của chúng ta, nhưng mà đường lối của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài, tin lành cứu rỗi của Ngài và lời của Chúa, chân lý của Ngài. Cho nên chúng ta đã được Chúa Ngài định chúng ta làm những người đứng ở trong vị trí có thể
dạy dỗ những người khác. Và đây không nói chỉ có những mục sư, những người sứ đồ, những tông đồ của Chúa, nhưng mà hết thảy con cái của Chúa, Chúa Ngài rao cho chúng ta sứ mạng vĩ đại mà chúng ta nắm bắt được, chúng ta sẽ thấy lời của Chúa dạy ở tới đây là hãy đi dạy dỗ muôn dân là như vậy. Khi chúng ta có sự dẫn dắt của Chúa trong con đường mà Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta bởi thần ngôn luận của Chúa Ngài hướng dẫn, thì thần ngôn luận sẽ ban khải tượng cho chúng ta. Thần ngôn luận sẽ dẫn chúng ta như lời của Chúa đã báo, này là đường hãy noi theo. Đây là chỗ mà an toàn nhất. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ là những người luôn nghe được sự dẫn dắt của Chúa. Khi chúng ta đứng trước một quyết định thì sẽ có tiếng phán vào tai của chúng ta dẫn dắt chúng ta, này là đường hãy noi theo. Ngài sẽ dẫn bước chúng ta vào bình diện xuất sắc trỗi cao ở trong ơn của Ngài. Đây là điều hết sức là quan trọng. Tại không chém ngày hôm nay có nhiều người đã mất hướng đi, nhưng chúng ta là những người con Chúa thì được Chúa hứa Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và chúng ta sẽ có hướng đi. Chúng ta biết đường lối của Chúa và tiếng phán của Ngài sẽ luôn luôn đi theo chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Ê-sai 46 câu 9 câu số 10 nhắc chúng ta hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Câu này hàm ý dân sự của Chúa cần nhớ lại cái sự kiện trọng đại mà Chúa Ngài đã làm. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài. Ngài là chân thần duy nhất ở giữa các thần, thần sông, thần núi của những người Egypto. Thì Chúa Ngài trỗi cao hơn và Ngài nói rằng vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi việc đẹp ý ta. Cảm ơn Chúa. Thì tôi nói nhiều lần, anh chị em ơi, chúng ta là những người được phước. Chúng ta thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri. Ngài vĩ đại và quyền năng của Ngài lớn lao đến độ Ngài là đấng đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói ra từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Cảm ơn Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy quyền tể trị của Chúa ở trên yếu tố của thời gian, của lịch sử, của mọi mặt của cuộc sống của chúng ta. Ngài trỗi cao, chẳng có ai giống như Ngài. Ngài đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Cảm ơn Chúa. Bây giờ cho em, khi chúng ta nghe được Chúa Ngài rao cho chúng ta những sự cuối cùng từ thuở đầu tiên trong sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa Ngài sẽ làm thành điều mà Ngài rao báo cho chúng ta, Ngài báo trước cho chúng ta. Chúng ta bước theo, chúng ta làm theo những điều Chúa Ngài dẫn dắt, thì cái kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra vì Chúa toàn tri dẫn dắt chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Và chúng ta không phải lo lắng tìm đây tìm đó, nhưng mà chúng ta cần ghép cuộc đời chúng ta vào đúng vị trí để chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa Thánh Linh phán với chúng ta. Khi chúng ta chú tâm vào Thánh Linh, chúng ta đặt lòng của chúng ta vào trong vị trí mà chúng ta nói rằng là Chúa xin dẫn dắt, xin bày tỏ. Và khi chúng ta nắm được, chúng ta sẽ không thể nào đi lạc. Chúng ta không thể nào ở trong tình trạng chúng ta đánh gió, làm những công việc lung tung mà không có kết quả. Nhưng chúng ta sẽ rất là tập trung và được Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta ở trong ơn của Chúa. Khi tìm được, theo đuổi, thì kết cuộc thành công là điều chắc chắn. Khi bạn nhận được sự tuôn đổ của thần mưu luận, thì mọi mệt mỏi, bực dọc và hối tiếc sẽ chấm dứt, vì mưu luận của Chúa sẽ vững lập. Bây giờ chúng ta xem tiên tri của Chúa Habacuc ở trong chương 2 câu số 3 xác nhận cho chúng ta những điều này. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm ở trong kỳ nhất định, sau cùng sẽ kiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, bởi nó chắc chắn sẽ đến, không chậm trễ. Điều đáng nói ở tại đây là khải tượng, anh chị em. Mưu luận dẫn đến khải tượng. Nên cảm ơn Chúa, từ ngày tiếp nhận báp têm trong Đức Thánh Linh từ năm 1992 cho đến bây giờ, tôi không hề dám làm một quyết định lớn mà thiếu mưu luận của Đức Chúa Trời. Tất cả được dầm thấm trong sự cầu nguyện. Từ những chuyến đi mà chúng tôi được Hội Thánh của Chúa ở các nơi, các châu mời đến thăm viếng một thánh nhỏ, hay là đến giảng dạy cho một đại hội, hay là làm những công tác mà Chúa Ngài hướng dẫn chúng tôi đi đến xứ Malaysia để giúp đỡ cho các anh em nhân công lao động ở tại đó, hay là tổ chức đại hội ở Đông Nam Á, hay là về dự phần tổ chức các đại hội
từ Cà Mau cho đến phía Bắc Việt Nam, ở trung tâm Aquila, ở Thái Bình, tất cả những nơi mà Chúa Ngài dẫn dắt. Anh chị em không dám đi và không dám làm nếu không có mưu luận của Đức Chúa Trời. Và đây là những việc lớn, là những việc cần có sự giúp đỡ, soi sáng từ nơi Chúa. Bởi vì sẽ có những sự đầu tư rất lớn và liên quan đến nhiều việc mà sức của con người không thể làm được, trừ ra mưu luận của Đức Chúa Trời Ngài dẫn dắt, và chúng ta mới có thể thấy kết quả được. Từ những bài học cay đắng, những thất bại khi làm theo ý của con người, đường lối của giáo hội, những kế hoạch, những chương trình mà giáo hội đề nghị ra, chúng tôi chọn tìm kiếm ý của Đức Chúa Trời và mưu luận của Ngài, thì thấy được kết quả trong sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên chị em rất là quan trọng để chúng ta nghe được mưu luận của Chúa. Và chúng ta phải chú tâm vào Đức Thánh Linh, đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Có như vậy chúng ta mới có thể thấy kết quả. Đức Chúa Giêsu là gương mẫu của chúng ta. Bây giờ chúng ta học xem Đức Chúa Giêsu đã đi trong sự dẫn dắt của Chúa như thế nào. Chúng ta biết bí quyết thành công của thánh vụ Đức Chúa Giêsu trên đất. Và Ngài đã chia sẻ với các môn đệ của Ngài và chỉ ra cho chúng ta. Anh chị em có biết chìa khóa đó là gì không? Ở trong Phúc Âm Giăng chương 5 câu số 30 lời của Chúa chép: ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán của ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một tấm gương ở tại đây. Đó là ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán của ta là công bình. Ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai phái ta. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu treo cho chúng ta một tấm gương hết sức là quan trọng ở đây, và chúng ta có thể học theo gương của Ngài và bước đi ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Giêsu được dẫn dắt trọn vẹn, cho nên Ngài đã ảnh hưởng bất cứ nơi nào Ngài đến. Và đây là điều mà chúng ta cũng có thể thấy trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa dẫn dắt, chúng ta vâng lời, chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Ngài, đi đến đâu chúng ta sẽ để lại ảnh hưởng đến đó. Đó là bí quyết thành công trong thánh vụ lớn lao của Đức Chúa Giêsu trên đất. Thần mưu luận đã tuôn đổ trên Đức Chúa Giêsu, và lẽ thật này chính là điều làm nên sự khác biệt. Chúng ta xem Thi Thiên 23 từ câu 1 cho đến câu số 5, kinh nghiệm của vua David, đời sống của chúng ta, và chúng ta cũng có thể thấy tất cả những thánh nhân ở trong Kinh Thánh ghi lại chúng ta, những người thành công ở trong hội thánh của Chúa trải qua bao nhiêu thời đại. Khi chúng ta kinh nghiệm điều này, Thi Thiên 23, khi chúng ta có Đức Giê-hô-va là đấng chăn dắt chúng ta. Cảm ơn Chúa vì sự chăm sóc của Ngài và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống. Thì chúng ta thấy khi hai điều này mà đi chung với nhau thì phước hạnh của Chúa thật là lớn lao. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Thay vì chúng ta bận rộn khi chúng ta có những cái nỗ lực, nhưng mà trong sự dẫn dắt của Chúa thì Ngài sẽ khiến chúng ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi một lần nữa, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù của tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài có chăn giữ chúng ta và Ngài dẫn dắt chúng ta. Khi chúng ta có Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi mà Đức Chúa Trời là đấng chăn dắt chúng ta, thì việc gì có thể xảy ra tại đây? Chúng ta thấy rằng kẻ thù của chúng ta phải bó tay khi mà sự hiện diện của Chúa luôn ở trong đời sống của chúng ta. Ngay cả khi ở giữa những cơn khủng hoảng, chúng ta vẫn vững vàng. Ở giữa những dịch lệ, sức khỏe của chúng ta vẫn tốt đẹp. Ở giữa xã hội đầy những khủng hoảng của hôn nhân, của gia đình, thì nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta vẫn hài hòa, an bình. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Sự dẫn dắt của Chúa chính là sức mạnh phía sau cuộc đời của chúng ta. Của cá nhân tôi thấy được điều đó. Và tôi muốn chia sẻ với anh chị em và khích lệ anh chị em, nhất là trong loạt bài huấn luyện này, để chúng ta sẽ quyết tâm nhường đời sống của mình cho Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Chúng ta không để cho con người xác thịt của chúng ta thắng thế, leo lên cái ngai của cuộc đời của chúng ta,
để điều khiển cuộc đời của chúng ta. Chúng ta luôn luôn mời Đức Thánh Linh, Ngài ngồi ở vị trí cao nhất, làm chủ, làm đấng dẫn dắt đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta chọn bước theo Thánh Linh chứ không bước theo xác thịt. Sự dẫn dắt của Chúa bởi thần mưu luận của Ngài để giúp cho chúng ta làm những việc lớn. Chúng ta cần Đức Thánh Linh dẫn dắt. Chúng ta cần khải tượng để có thể hành động một cách thành công. Cho nên hãy nhớ Châm Ngôn chương 29 câu 18 mà chúng ta nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần từ đầu năm cho đến bây giờ. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng túng. Những ai gìn giữ luật pháp lấy lầm có phước thai. Thần mưu luận là quyền năng phía sau những khải tượng. Ngài mang lại cho chúng ta sự dẫn dắt của Ngài. Ngài ban cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta để chúng ta có hướng đi, để rồi mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta không bị đánh mất, nhưng mà chúng ta có thể làm trọn ý định của Chúa, chương trình của Ngài, mục đích của Chúa đã định cho đời sống của chúng ta. Hội thánh trong thời kỳ cuối rốt là hội thánh vinh hiển. Hội thánh phải làm cho người ta nể trọng. Bởi sự tuôn đổ Thánh Linh, hội thánh sẽ kinh nghiệm khải tượng một cách dồi dào. Và tôi tin điều đó. Cho nên đã hướng dẫn anh chị em và dạy dỗ cho hội thánh ở trong 4 tháng qua, trong ơn của Chúa, để chúng ta có thể bước đi trong khải tượng. Chúng ta bước đi trong mục đích mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Vì anh em chúng ta có thể làm việc một cách rất là cực nhọc, bắn trúng vào hồng tâm, nhưng nếu nó sai mục đích thì sự thành công đó của chúng ta không có kết quả gì. Nếu chúng ta nhắm vào bia đạn của người kế bên cạnh và chúng ta bắn trúng hồng tâm thì điểm đó cũng không kể cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta tập trung và để Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta đánh đúng mục đích mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta, thì lúc bây giờ mới là phước hạnh ở trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể tin và nhận biết đạo quân của hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối rốt này. Không gì có thể cản nổi, bởi vì họ biết hướng đi. Chúng ta biết hướng đi và chiến thuật một cách rất là rõ ràng. Và chúng ta sẽ tìm được đường lối của Chúa Ngài đã định để cuộc đời của chúng ta luôn luôn có kết quả. Đây là một đội quân có khải tượng, là những người biết vị trí Chúa sắp đặt cho mình và đứng vững ở trong vị trí đó, để chúng ta không cản đường những người ở phía sau vì chúng ta đứng sai vị trí. Nhưng mà chúng ta sẽ làm xong công việc mà Chúa Ngài đã bày ra trước mắt chúng ta, việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, thì cuộc đời của chúng ta sẽ là cuộc đời phước hạnh. Một khi Đức Chúa Trời sai phái thì không gì có thể ngăn trở chúng ta được. Một khi Chúa Ngài hướng dẫn thì chúng ta không thể nào lạc đường được. Một khi Chúa Ngài cất nhắc chúng ta lên thì không có kẻ thù nào có thể tiêu diệt chúng ta được. Và khi Chúa Ngài đặt chúng ta trong một cái công tác thì kẻ thù không thể ngăn trở chúng ta được nữa. Vì Chúa Ngài sẽ yểm trợ, chính Ngài sẽ làm thành khi chúng ta đi trong con đường Chúa Ngài dẫn dắt. Chúng ta thường gặp thất bại vì thiếu mưu luận và sự dẫn dắt của Chúa. Không biết vị trí mình ở đâu, thuộc về chỗ nào, nên không có chỗ nào là chắc chắn. Và chúng ta cứ lung tung đánh gió. Nhưng mà xin Chúa Ngài ban phước để kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một xác định mới. Ai biết tương lai của chúng ta? Chúa. Như vậy đấng biết mọi sự, khi Ngài bày tỏ mưu luận của Ngài thì còn gì tốt cho bằng, phước hạnh cho bằng. Jeremiah chương 29 câu 11 cho chúng ta thấy lời của Chúa cho tuyển nhân của Ngài và cho mỗi một chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Cảm ơn Chúa. Ý tưởng của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua tất cả những sự khó khăn của cuộc đời. Và chúng ta sẽ về đến điểm cuối. Chúng ta đến nơi mà Chúa Ngài đã định. Bởi vì Chúa biết ý tưởng của Ngài đối với chúng ta. Hay là trong bản tiếng Anh, Chúa biết kế hoạch của Ngài đối cùng chúng ta. Là kế hoạch để ban sự bình an chứ không phải tai họa. Để chúng ta có thể có được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Cảm ơn Chúa. Anh em hình dung với tôi ở trong các môn thi đấu của Thế vận hội. Thì có cái môn chèo thuyền. Một trong những điều mà chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy rất là, đó là có nhiều tay chèo. Nhưng mà một cái điều rất là lạ ở cái chỗ là họ xoay lưng về phía Đức.
Mặt của họ thì chăm chú về người thuyền trưởng. Người thuyền trưởng hướng dẫn để những tay chèo này họ chèo nhanh hơn hay là theo như sự dẫn dắt của người thuyền trưởng. Thì chúng ta thấy rằng họ mới đi thẳng và đi một cái con đường ngắn nhất để về đến đích, để đoạt giải. Họ không cần phải nhìn công việc của họ, là nhìn vào ở trong thuyền trưởng. Mặt của họ hướng về thuyền trưởng, và thuyền trưởng chịu trách nhiệm để lái con thuyền. Áp dụng vào trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng có thể rút tỉa được bài học như thế này. Hãy tập trung vào Chúa Thánh Linh đã đấng dẫn dắt chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngài sẽ bảo chúng ta phải chèo tay chèo của mình như thế nào. Với lưng hướng về phía trước, mặt hướng về thần ngu luận, chúng ta chắc chắn sẽ đoạt giải. Chúng ta sẽ có kết quả ở trong ơn của Chúa. Chúng ta chắc chắn sẽ đắc thắng. Rồi chúng ta để ý đến cụm từ trông cậy trong lúc cuối cùng. Trong nguyên tắc, trông cậy từ đây là hình ảnh của một cái sợi dây thừng được cuột vào, được cột vào cái điểm cuối cùng. Thì dù có sương mù hay bất cứ một điều gì làm cho chúng ta không thấy, nhưng một điều chắc chắn là có một sợi dây thừng đã cột chúng ta vào ở trong tương lai của chúng ta rồi. Khi hướng phía trước của chúng ta rồi, cái điểm cuối cùng rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ về đến nơi. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời có một sự mong đợi nơi chúng ta. Sự mong đợi của Ngài được gọi là khải tượng. Ngài muốn chúng ta nắm bắt được khải tượng. Và Đức Chúa Trời là đấng yểm trợ khải tượng. Anh xem, khi chúng ta nghiên cứu chữ khải tượng ở trong tiếng Anh, đó là chữ vision. Và khi chúng ta xem về sự chữ yểm trợ, đó là provision. Điều này cho chúng ta thấy, khi chúng ta có khải tượng, chúng ta có vision. Mà nó đến từ Chúa đó, thì chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ yểm trợ cái khải tượng đó. Cảm ơn Chúa. Như chúng tôi từng chia sẻ với anh chị em một bài học mà chúng tôi học được từ nơi một giáo sĩ đã đem tin lành của Chúa đến cho Trung Quốc. Và chúng tôi cũng chọn nó làm phương châm cho đời sống của mình. Đó là làm việc của Đức Chúa Trời trong cách của Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ thiếu sự yểm trợ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta tin chắc điều đó. Và khi chúng ta làm công việc của Chúa theo cách của Chúa, thì dù hoàn cảnh trước mắt của chúng ta thấy có thiếu, có hụt như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn tin rằng, chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ yểm trợ chúng ta. Ngài sẽ provision, Ngài sẽ chu cấp, Ngài sẽ yểm trợ khải tượng. Nếu khải tượng nó đến từ Chúa. Cảm ơn Chúa. Khải tượng đó là công việc của thần mưu luận, là công tác của Đức Thánh Linh để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Phúc âm Giăng chương 16, 3, lời của Chúa dạy: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Anh chị em để chứ để ý đến chữ mọi ở tại đây. Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng ta, thì một trong những điều Ngài làm đó là Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều Ngài đã nghe nơi Chúa Cha và tỏ bày cho chúng ta những sự sẽ đến. Đây là công tác của Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã giới thiệu. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào những việc vĩ đại. Và Giô-ên chương 2 câu 28 cũng cho chúng ta thấy một hình ảnh khác, một ý niệm khác. Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên các loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già của cả của các ngươi sẽ thấy chiêm bao. Những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài hứa đổ Thánh Linh của Ngài trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa. Và điều này Chúa Ngài đang làm. Chúng ta nhìn khắp nơi trên thế giới, chúng ta thấy Đức Thánh Linh của Chúa đang hành động. Ngài đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Luôn cả những người chưa biết Chúa, Ngài cũng đổ thần của Ngài một cách mạnh mẽ, gặp gỡ, thăm viếng họ trong chiêm bao, trong sự hiện thấy và trong sự ban phước của Chúa, để họ có thể tìm đến nơi gặp gỡ những con người để họ có thể nhận được sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Có những giấc mơ Chúa Ngài đổ xuống trên loài người của chúng ta. Có những người nắm bắt được giấc mơ đó, khi họ thức dậy, họ làm theo từng sự chỉ dẫn, thì họ đã được cứu, họ đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa làm việc trên đời sống của họ. Điều này xảy ra rất nhiều ở những nơi mà đạo của Chúa bị bắt bớ, bị cấm đoán. Chúa mặc khải, Ngài hướng dẫn. Thì có những cái sự hướng dẫn rất là ly kỳ của Chúa, mà những người
Có thể trước đó là những người chống đối Chúa, đạo Chúa vì họ theo một tôn giáo của xứ sở của địa phương của họ. Nhưng mà những con người này được bắt phục bởi Chúa Thánh Linh đã bày tỏ sự hướng dẫn của Ngài ở trên đời sống của họ. Họ đi đến và tìm gặp những người con cái Chúa để chia sẻ cho họ phúc âm của Chúa. Có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì là điều tuyệt vời nhất trong đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta làm theo những gì Chúa Ngài hướng dẫn, để mỗi chúng ta đi đúng đường và các cửa âm phủ không thể thắng chúng ta được. Và những gì Chúa truyền lệnh cho chúng ta thì Ngài sẽ yểm trợ cho chúng ta thành công ở trong mệnh lệnh đó. Và khi chúng ta vâng lời thì việc chắc chắn sẽ được thành. Lời cầu nguyện của tôi cho hết thảy anh chị em đó là Chúa dẫn dắt để đứng đúng vào vị trí và địa bàn mà Chúa Ngài đã định. Công việc mà bạn đã thất bại trong quá khứ đó là vì Chúa không hướng dẫn bạn vào đó. Thần mưu luận sẽ luôn đưa chúng ta vào vùng đất của đắc thắng và kết quả. Cho nên hãy chỉnh sửa, học nhường đời sống của mình cho sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Mà một khi Chúa Ngài hướng dẫn và chúng ta xác nhận đó là tiếng phán của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài, lập tức vâng lời, chúng ta sẽ thấy phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng ta nhắc lại cuộc đời của vua David. Chúng ta thấy một chuỗi ngày, những năm của cuộc đời, ông luôn được mưu luận của Chúa Ngài dẫn dắt. Ông cầu vấn Chúa trước khi ra chiến trận. Chúa Ngài hướng dẫn cho ông. Ông đã thành công. Rồi lần sau, ông không dựa trên kinh nghiệm đó, nhưng vẫn cầu vấn Chúa và Chúa Ngài bảo ông là đừng đi lên. Cho đến khi nghe những tiếng xào xạc ở trên cây dâu, lúc bấy giờ hãy hành động. Có sự dẫn dắt của Chúa vì Ngài biết thời điểm, Ngài biết tất cả mọi sự. Và chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Ngài thì chúng ta sẽ được an toàn. Như tổng đài điều khiển không phận, điều khiển những chuyến bay, thì qua hệ thống radar người ta có thể thấy được những cái chiếc máy bay khác đang đổ về và chuẩn bị đáp. Thì đài điều khiển không phận hướng dẫn chuyến bay đó đến phiên của bạn chuẩn bị để hạ cánh. Hay là báo trước rằng có một chuyến khác đến trước họ để theo vị trí thì chuyến đó phải đáp xuống trước. Và khi vâng lời thì chúng ta thấy rằng nhiều chuyến bay có thể trong một phút khác biệt với nhau thôi đáp xuống một cách an toàn. Nếu không họ sẽ chạm vào nhau và sẽ gây tai nạn khủng khiếp. Cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Thánh Linh của Chúa là đài điều khiển không phận của chúng ta. Ở trong những lúc sương mù, những lúc mà tầm nhìn của chúng ta bị giới hạn, thì tiếng phán và sự dẫn dắt của Ngài là điều hết sức quan trọng. Và rất là phước hạnh khi chúng ta có được sự dẫn dắt của Ngài. Cho nên chị em thân mến, khi chúng ta được Chúa Ngài dẫn dắt, Ngài sẽ dắt chúng ta vào sự vĩ đại và trỗi cao ở trong ơn của Chúa. Thế bây giờ tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhau đón nhận thần mưu luận. Ngài hướng dẫn cho chúng ta và đem chúng ta vào ít nhất là bốn điều mà chúng ta có thể mong đợi. Thứ nhất, thần mưu luận sẽ làm cho chúng ta nổi bật. Đức Chúa Trời có khải tượng cho đời sống của bạn. Đã đến lúc đón nhận khải tượng đó. Có một điều gì đó trong đời sống của chúng ta Đức Chúa Trời muốn chúng ta cộng thêm vào. Hãy vâng lời Chúa, cộng thêm vào. Chúa bảo chúng ta hãy gia tăng một điều gì đó để Chúa Ngài có cớ và Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta, để Ngài có thể dẫn dắt chúng ta. Ngài biết kẻ thù có thể kiện cáo chúng ta, cho nên Chúa Ngài cũng có thể có những điều gì đó Ngài bảo phải trừ bỏ đi trong đời sống của bạn. Hãy để Chúa dẫn dắt bạn. Chúa bảo hãy cộng thêm vào, gia tăng thêm. Chúa muốn chúng ta dành thêm 10 phút nữa, 15 phút nữa, 30 phút nữa, 1 giờ đồng hồ nữa để cầu nguyện. Hãy vâng lời Chúa. Chúa Ngài muốn tìm quyền pháp lý để Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúa bảo chúng ta hãy gia tăng thời giờ để chúng ta ở riêng với Chúa. Hãy thêm vào, bởi vì Chúa Ngài chuẩn bị có những điều rất chi tiết, rất rõ và cần phải có một cái mức độ tập trung cao. Cho nên Chúa muốn chúng ta dành nhiều thời giờ hơn với Chúa. Hãy vâng lời. Nếu Chúa bảo chúng ta hãy trừ bỏ một số điều trong đời sống của chúng ta, hãy đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Vì Chúa biết những điều đó có thể làm những cái vướng bận và làm cho chúng ta không thể đi với Chúa trong sự dẫn dắt của Ngài một cách tốt đẹp được. Hãy giảm bỏ những điều đó. Chúng ta không thể đứng ở trong hội thánh vinh hiển cho đến khi chúng ta được Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta chỗ đứng của chúng ta. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ và nhắc nhở các anh chị em
trong VBC Houston. Chúa quyết định làm những việc lớn. Và Ngài đã dạy dỗ, Ngài đã cảm động ở trong chúng tôi để hướng dẫn và giảng dạy cho Hội Thánh những loạt bài trong những ngày qua. Bởi vì Chúa Ngài muốn cho chúng ta tìm được một vị trí ở trong Hội Thánh của Chúa. Để Chúa có thể sử dụng chúng ta. Để Chúa có thể cho chúng ta có một môi trường để chúng ta có thể làm thành việc lành mà Chúa Ngài đã định trước cho chúng ta làm theo. Hãy lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa. Xem Chúa đặt để trong lòng của chúng ta sẽ dự phần vào một vụ nào, công việc gì. Rồi hiệp tác với Hội Thánh, với lãnh đạo của Hội Thánh. Khi chúng ta tìm được vị trí của mình, Chúa Ngài sẽ đại dụng chúng ta ở trong những ngày sắp đến. Bằng không chúng ta sẽ đánh mất cơ hội và không được Chúa Ngài sử dụng. Và khi chúng ta đặt mất cơ hội này thì thật là tiếc cho cuộc đời của chúng ta. Những ai không có khải tượng trong Hội Thánh này sẽ không được kinh nghiệm sự trỗi cao trong những ngày sắp đến. Hãy nắm bắt và bước đi trong ơn của Chúa. Chúng ta đã được định một vị trí, hãy tìm cho được sự kêu gọi của chúng ta ở trong thân thể của Chúa, trong Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh địa phương và Hội Thánh phổ thông của Chúa. Hãy học theo gương của Habacuc. Ở trong chương 2 câu 1 đến câu 3, ông chia sẻ cho chúng ta một hình ảnh hết sức là tuyệt vời tại đây. Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì. Mấy điều này cho chúng ta thấy ông là người kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm nghe tiếng phán của Chúa và sự dẫn dắt của Chúa. Thứ nhất chúng ta thấy ông đứng nơi vọng canh. Đây là hình ảnh của người cầu thai. Đứng nơi vọng canh, phóng tầm nhìn ra xa để xem có động tĩnh gì của quân thù muốn len lỏi, muốn tìm cách để tấn công vào trong thành. Thì người lính đứng ở trên vọng canh quan sát trong chức vụ cầu thai, chôn chân nơi đồn lũy, đứng đúng vào trong cái vị trí Chúa Ngài đã định và chờ đợi. Đức Chúa Trời Ngài sẽ phán với những người có lòng trông đợi, chứ Ngài không phán với những người chạy đây chạy đó lung tung bận rộn mà không có được cái nét mà Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm thấy tại đây. Đứng nơi vòng canh, chung chân nơi đồn lũy. Một chữ khác cũng rất là quan trọng ở tại đây, đó là chữ rình xem. Rình xem có nghĩa là mình quan sát từ xa. Và dường như Đức Chúa Trời Ngài giấu điều này. Phần của Habacuc là ông rình xem Ngài bảo ta điều gì. Khi nói đến chữ rình xem ở tại đây thì chúng ta thấy rằng có một sự quan sát, một cái để ý. Để có thể nghe được Chúa Ngài phán bảo ông điều gì. Rồi phần của ông là và ta sẽ trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Câu số 2, Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: Người khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ở trên bảng, hầu cho người đương chạy dọc đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc chắn sẽ đến không chậm trễ. Anh chị em có thể nói rằng có chỗ nào khác không mục sư? Có. Chúng ta còn nhớ khi vua Ô-xia băng hà, Ê-sai mất hướng đi, bởi vì vua Ô-xia cho thấy một triển vọng. Đây là một vị vua có lòng với Đức Chúa Trời. Ê-sai có thể ông đang mong đợi con người này có thể được Chúa Ngài sử dụng để đem lại sự khôi phục đất nước của quê hương của ông chăng. Nhưng mà rồi vua Ô-xia qua đời, băng hà. Ê-sai đi vào nơi đền thánh của Chúa. Và tại đó mắt của ông được mở ra. Ông thấy khung cảnh của sự ngợi khen thờ phượng của các thiên sứ. Và ông như soi gương trước cái cảnh thờ phượng đó. Thấy các thiên sứ đã dùng môi miệng của mình để ca ngợi Đức Chúa Trời. Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khi các cherubim ngợi khen Chúa như vậy, thì đền thờ chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa bày tỏ đầy những khói. Ông nhìn lại cuộc đời của ông mở miệng ra, ông thốt lên, ông nói rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Ông nhận biết môi miệng của ông không đúng theo như môi miệng của các seraphim đang ngợi khen Đức Chúa Trời.
Môi miệng của ông và dân sự của ông là những người sử dụng lời nói của mình một cách không tốt đẹp, không ăn năn. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng Chúa nghe sai thiên sứ của Chúa lấy một cái kềm gấp hòn than đỏ ở trên bàn thờ, bay đến và chạm vào trong môi của ông và công bố cho ông biết rằng miệng của ông đã được Chúa nghe thanh tẩy. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta lúc bây giờ ông nghe Đức Chúa Trời phán. Ba ngôi Đức Chúa Trời thảo luận. Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Chúa cũng nói thẳng với Esai. Nhưng lúc bây giờ trong ơn của Chúa, Esai lỗ tai của ông được để ở bên cạnh ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, và tại đó ông nghe được một sự kêu gọi. Như Habacuc tại đây rình xem Ngài bảo ta điều gì và ta trả lời thế nào. Anh chị em, trong thời giờ chúng ta lặng thinh ở trước mặt Chúa, trong thời giờ tĩnh nguyện, trong thời giờ chúng ta cầu nguyện và chờ đợi để lắng nghe tiếng phán của Chúa, Chúa Ngài có thể mở lỗ tai của chúng ta để chúng ta có thể nghe được sự dẫn dắt của Ngài. Chúa Ngài sẽ trao khải tượng, Ngài sẽ ban khải tượng cho chúng ta, Thánh Ngũ Luận sẽ trao khải tượng cho mỗi một chúng ta. Chúa sẽ làm cho chúng ta điều phước hạnh mà chúng ta có thể thấy được ở trong Nhã Ca chương 1 câu số 3. Dầu của chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ ra, bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Chúa bày tỏ công việc của Ngài tại đây. Khi Chúa Ngài sức dầu, khi Chúa Ngài ban ơn, thì Chúa Ngài cũng sẽ cất nhắc chúng ta lên ở trong ơn của Chúa. Thần Ngũ Luận sẽ dẫn dắt chúng ta và chúng ta sẽ có một sự tập trung trong ơn của Chúa. Khi chúng ta nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh thì Chúa Ngài sẽ khiến cho nhiều người chú ý đến chúng ta, và Ngài cho chúng ta một diễn đàn để tại đó chúng ta có thể rao giảng ơn của Chúa. Thần Ngũ Luận cũng có thể ban phước trên chúng ta. Điều thứ hai là hãy nhận sự dẫn dạy của Ngài. Ngài sẽ dẫn, Ngài sẽ dạy chúng ta. Tiên tri về Đức Giê-xu trong Esai 50 câu 4 đến câu 5, chúng ta thấy tiên tri Esai trong sự sức giàu của Chúa đã ghi lại cho chúng ta những điều này. Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai của ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. Thật Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giật lùi. Cảm ơn Chúa, chúng ta để ý đến ở tại đây những điều, những bí quyết rất là quan trọng. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta mong đợi, đặt mình vào trong vị trí để có thể nhận điều thứ nhất tại đây. Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ. Ngày hôm nay, ở trong chức vụ gần 4 thập niên, chúng tôi thấy một điều. Có nhiều người vì cái lưỡi chưa được dạy dỗ, cái lưỡi của người chưa được dạy dỗ, cho nên lời nói của nhiều người thay vì gây dựng, giúp đỡ cho người khác, vậy ta đây hầu cho ta biết dùng lời nói để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Thì tôi thấy có nhiều người lời nói của họ mở ra thì làm cho người ta mệt mỏi hơn. Tôi xin Chúa cho chúng ta là những người được dẫn dắt, bước đi theo sự dẫn dắt Đức Thánh Linh, chăm vào công việc Đức Thánh Linh, sanh ra sự sống đó. Chúa Ngài cho chúng ta là những người có cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho chúng ta biết dùng lời nói để nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai của ta để nghe lời của Ngài dạy. Có nhu cầu khác là lỗ tai của chúng ta phải được đánh thức. Điều này hàm ý là lỗ tai của chúng ta có thể ngủ mê, chưa được đánh thức. Đó là điều mà tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, như tôi đã cầu nguyện cho anh chị em hai bài trước. Ngũ quan thuộc linh của chúng ta, những gì mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, rờ chạm được và cảm nhận được, xin Chúa cho để ngũ quan thuộc linh này của chúng ta sẽ được Chúa Ngài làm cho nhạy bén trong ơn của Chúa. Vì chúng ta thấy cái lưỡi được dạy dỗ để biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi, lỗ tai thính giác được Chúa Ngài đánh thức để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. Thật Đức Giê-hô-va đã mở tai của ta, ta không trái nghịch cũng không giật lùi. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta sẽ không làm những điều trái nghịch với đường lối của Chúa, thánh ý của Ngài, và cũng không giật lùi, nhưng chúng ta có thể tiến tới ở trong ơn của Chúa.
Đó là cách Ngài đã xuất chúng bởi thần mưu luật. Cách mà Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra trong thánh vụ của Ngài đúng theo như lời tiên tri về Ngài mà chúng ta thấy ở tại đây. Có khải tượng là một việc, mà có sự dẫn dắt để thực hiện khải tượng là một việc khác. Nhưng cảm ơn Chúa, thần mưu luật sẽ ban cho chúng ta cả hai, cho nên hãy nhận sự dẫn dạy của Ngài. Đức Chúa Giê-xu luôn nghe được sự dẫn dắt mỗi buổi sáng. Chúng ta để ý tại đây lời của Chúa bảo, Ngài đánh thức tai ta để nghe lời dạy của Ngài, như học trò vậy. Cảm ơn Chúa. Ngài đánh thức, mở tai để có thể nghe lời của Chúa, Ngài hướng dẫn. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu, Ngài thường xuyên đi vào nơi vắng vẻ vào buổi sáng sớm và cầu nguyện tại đó. Tôi tin rằng ở chỗ đó Ngài trở lại với nguồn của sự sức giàu để nhận thêm sự sức giàu. Và tại đó Ngài chờ xem những điều mà Chúa Cha định làm trong ngày hôm đó. Vì Chúa nói rằng Ngài chỉ làm những gì Ngài thấy Cha làm. Tại đó Chúa Giê-xu chờ để nghe điều Cha phán. Vì Ngài không nói bất cứ điều gì nữa, Ngài không nghe Cha phán. Anh chị em thấy chứ, đây là một thời giờ rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Ở riêng với Chúa, trong thời giờ tĩnh lặng đủ để chúng ta không bị chi phối, để chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa và thấy những điều Chúa bày tỏ. Đây là lời hứa tuyệt vời và điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được vì chúng ta bước đi trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa nghe cho để chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều này. Để mỗi một chúng ta, hết thảy chúng ta sẽ là những người có cái lưỡi của người được dạy dỗ. Vì xem có rất là nhiều người mệt mỏi xung quanh chúng ta. Họ mệt mỏi với những nan đề trong cuộc sống của họ. Chúng ta trong Chúa, lâu năm chúng ta quên đi cái đời sống của chúng ta trước khi gặp Chúa. Ở bên ngoài mối liên hệ với Chúa và sự dẫn dắt của Ngài, đời sống của con người thật là khốn khổ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay người ta chạy đi tìm ông này bà nọ. Đi tìm những người coi bói, coi chỉ tai, những người giúp đỡ cho họ để bóc những lá tử vi. Vì họ mệt mỏi, họ đang cần một sự hướng dẫn. Đáng tiếc là họ chạy đi tìm cái nguồn từ âm giới, từ ma quỷ. Thì nó không có giúp đỡ đâu, công việc của nó cũng chỉ là để cướp giết và hủy diệt. Nhưng chúng ta là những người có Chúa, đấng muốn ban phước và dẫn dắt đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ trở nên những người có cái lưỡi được dạy dỗ. Để chúng ta sẽ biết dùng lời nói để chúng ta nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Và xin Chúa Ngài đánh thức lỗ tai của chúng ta để chúng ta sẽ nghe lời của Ngài dạy. Như một người học trò vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có tinh thần hiếu học, nhất là đối với tiếng phán và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời, của Cha yêu thương của chúng ta. Như một người học trò, thật Đức Chúa đã mở tai ta, ta không trái nghịch cũng không giật lùi. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta dù nghịch cảnh, dù dịch lệ, dù những sự khó khăn. Thay vì chúng ta giật lùi thì chúng ta thấy những người nghe được tiếng phán của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài đã bứt phá, đã đi tiên phương, đã bước ra, đã làm những công việc mà Chúa Ngài đã sử dụng ở trong những ngày qua một cách hết sức là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Khi nào có sự dẫn dắt, ngày đó chúng ta sẽ không hối tiếc bao giờ. Bởi vì chúng ta có sự dẫn dắt của Chúa cho ngày hôm đó và những ngày tương lai. Bởi vì chúng ta lắng nghe và được Chúa Ngài dẫn dắt. Có những công việc chúng ta làm ngày hôm nay, kết quả của nó ngày mai, ngày mốt sẽ thể hiện một cách rất là rõ ràng. Vì những quyết định của chúng ta ngày hôm nay sẽ làm nên tương lai của chúng ta. Nếu những quyết định đó đúng thì chúng ta sẽ thấy tương lai của chúng ta sẽ là trong sáng và phước hạnh và tuyệt vời trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta những cái bí quyết để chúng ta có thể học làm theo ở trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 28 đến 29. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: khi các ngươi treo con người lên, bây giờ sẽ biết ta là ai và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta.
Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm đẹp lòng Ngài. Cảm ơn Chúa. Đó là tấm gương mà chúng ta phải bám theo. Khi chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày được trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa cho chúng ta có cái ý này. Cầu nguyện để chúng ta mỗi ngày giống như Chúa hơn trong việc lắng nghe, nhận sự hướng dẫn và chọn một thái độ. Chúng ta sẽ không nói bất cứ điều gì nếu chúng ta không nghe Chúa Cha phán. Có những điều Chúa Cha đã phán thành văn tự là Kinh Thánh. Hãy đưa lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta để khi chúng ta nói Kinh Thánh. Có những điều Chúa Ngài mặc khải cho chúng ta cho ngày hôm nay. Ngài lấy những lời đã chép thành văn tự và Ngài bày tỏ ra cho chúng ta trong sự sức giàu của Chúa cho nhu cầu trước mắt của chúng ta là lời Rema. Lời đó chúng ta cũng có thể sẽ công bố ra. Đừng nói ý riêng của mình nữa, nhưng mà nói theo những điều Chúa Ngài dẫn dắt. Chúa Giêsu nhận chỉ thị từ Chúa Cha, Ngài không tự làm điều gì, cũng không tự nói điều gì khác trừ ra những điều Cha dạy. Xin Chúa cho để chúng ta theo gương Thầy của chúng ta, và chúng ta sẽ chọn như vậy. Tôi chia sẻ điều này để một lần nữa anh chị em hiểu. Trước đây tôi là một người hay pha trò, một cây cười của lớp học, của gia đình. Và bây giờ thì tôi yên lặng hơn, bởi vì lắm lời thì sự vi phạm nó có thiếu. Và nhất là học theo gương của Chúa Giêsu, cho nên chúng tôi nghe nhiều hơn nói, nghe tiếng Chúa phán và nghe để học hỏi những người lân cận. Vì Chúa có thể dùng một em bé để dạy cho chúng ta một điều gì đó. Học nhiều, lắng nghe nhiều hơn thì chúng ta đỡ vi phạm. Và thứ hai là khi chúng ta nói trong sự dẫn dắt của Chúa và có lời của Ngài thì lời đó có thể biến đổi nhân cuộc đời. Lời đó có thể giúp đỡ cho những người mệt mỏi. Lời đó có thể gây dựng, lời đó có thể đem lại phước hạnh hơn là lời nói của chúng ta làm cho những người khác buồn khổ. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Chúng ta cần gặp gỡ Thần Mưu Luận để Ngài có thể ban khải tượng, mặc khải cho chúng ta và lời của Ngài cho chúng ta. Ê-sai 42 câu 18 đến 22. Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe. Ôi câu này nặng lắm anh xem. Nhưng mà thuộc linh của chúng ta có thể chúng ta ở trong tình trạng đó. Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe. Hỡi những kẻ mù, hãy nhìn để thấy. Ai là người mù nếu không phải là tôi tớ của ta? Ai là người điếc như sứ giả ta sai đi? Ai là người mù như người tận hiến cho ta? Mù lòa như tôi tớ của Chúa? Đây là những câu hỏi mà Chúa Ngài đặt cái câu hỏi để giúp cho chúng ta thấy được nguyên do. Câu số 20. Người nhìn nhiều điều nhưng không chú ý, tai người mở ra nhưng không nghe. Chúa vì sự công chính của mình vui lòng làm cho kinh luật vĩ đại và vinh quang. Nhưng ấy là một dân bị cướp giật, bị chiếm đoạt. Tất cả chúng nó đều bị sập hố, bị nhốt trong ngục sâu. Chúng trở thành con mồi nhưng không ai giải cứu, thành vật bị cướp đoạt nhưng không ai nói hãy trả lại đây. Vì không biết những nguyên tắc của Chúa, những nguyên tắc thuộc linh. Cho nên chúng ta thấy tại đây Chúa Ngài ví điều này và Ngài đặt câu hỏi. Ai là người điếc? Sứ giả của Chúa nhưng mà lại là người điếc. Ai là người mù như là người tận hiến cho Chúa? Mù lòa như tôi tớ của Chúa? Không thể được. Đây là hình ảnh mà đối với Đức Chúa Trời Ngài không chấp nhận được điều này. Mình xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ được Chúa Ngài cứu chúng ta thoát ra khỏi cái vị trí này. Bằng cách Chúa nói cho chúng ta thấy người nhìn nhiều điều nhưng không chú ý, tai người mở ra nhưng không nghe. Như vậy thì chúng ta phải làm ngược lại, phân chị em. Để Chúa Ngài đẹp lòng và Ngài dẫn dắt chúng ta nhìn nhiều điều nhưng mà chúng ta cũng phải để ý tất cả. Chúng ta, tai của chúng ta cũng phải mở ra để chúng ta nghe. Chứ đừng mở tai mà không chịu nghe. Tại sao? Tại sao dân Chúa bị cướp giật, dân của Chúa bị chiếm đoạt, dân của Chúa bị sập hố, bị nhốt ở trong ngục sâu? Hình ảnh chúng ta thấy, đáng lý dân của Chúa là dân được Chúa Ngài giải phóng được sự tự do, họ phải sống trong sự tự do. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây họ bị cướp giật, họ bị chiếm đoạt, họ bị sập hố, họ bị nhốt ở trong ngục sâu. Chúng trở thành con mồi. Nghe chúng ta thấy đó là hình ảnh của Hội Thánh ngày hôm nay. Phải không anh chị em? Nhiều nơi con cái của Chúa thì ở trong tình trạng là nhìn nhiều điều mà không chú ý.
mở tai nhưng mà không chịu nghe. Rồi cái hậu quả chúng ta thấy dân của Chúa thì bị cướp giật, bị chiếm đoạt, bị sụp hố, bị nhốt ở trong ngục sâu và trở thành con mồi, mồi ngon cho Satan. Vì chúng ta không biết. Rồi chúng ta thấy một tình trạng khác nữa, nhưng không ai giải cứu. Thành vật bị cướp đoạt nhưng không ai nói hãy trả lại đây. Nhưng mà con dân của Chúa thì chúng ta biết ở trong ơn của Chúa. Hình ảnh là chúng ta phải thẩm quyền, khi chúng ta thấy những điều không đúng theo như ý định và kế hoạch của Đức Chúa Trời thì chúng ta lấy thẩm quyền Chúa ban cho và chúng ta đòi lại. Là con gái của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tự do vì chúng ta nhìn và chúng ta chú ý, tai của chúng ta mở ra và lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, lời của Ngài, để chúng ta thấy ô, điều này không thể chấp nhận được, tình trạng này không đúng theo ý của Chúa. Như tôi nói, áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có nhiều cha mẹ, họ dạy như nhau và nhắc nhở nhau. Tuổi thanh thiếu niên thời hôm nay là như vậy. Có nghĩa là nó sẽ đi xuống và nó sẽ hư hỏng. Mà anh chị em chúng ta không có quyền để chấp nhận điều đó. Vì hậu tự của chúng ta sẽ đứng chung với chúng ta trong sản nghiệp của Chúa. Amen. Để chúng ta sẽ nhận biết một điều, đó là bởi sự cầu nguyện, bởi thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, chúng ta sẽ giành giật con gái chúng ta khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Hôn nhân của chúng ta. Nhiều người nói ngày hôm nay ly dị trở nên rất là thường, nhìn riết rồi quen. Và chúng ta như là chiều theo cái tỷ lệ và chúng ta trở nên những con số của tỷ lệ đó. Không anh chị em, chúng ta hãy nói những cái điều mà đã bị cướp đoạt, chúng ta phải nói hãy trả lại đây. Và trong ơn của Chúa, trong chiến trận thuộc linh, trong thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, chúng ta đòi lại. Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Người ta nhìn nhận và chấp nhận một cái việc khác nữa là con cái ngày hôm nay thì không có hiếu thảo với cha mẹ. Nếu chúng ta ngồi yên chịu trận, chúng ta sẽ ở trong tình trạng là chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng không, chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa chúc phước cho con cái của chúng ta. Dạy dỗ cho chúng biết về đường lối của Chúa để đời sống của chúng được phước ở trong ơn của Chúa. Hãy nhận biết đường lối của Chúa. Bởi vì khi chúng ta điếc mà mù thì rất là dễ để chúng ta rơi xuống hố, bị cướp giật, bị chiếm đoạt. Chúa vì sự công bình, Ngài sẽ chắc chắn dẫn dắt chúng ta. Cho nên hãy mở tay ra, hãy mở mắt ra, hãy để lòng để chúng ta có thể nhận từ nơi Chúa. Tôi công bố cho các anh chị em đang làm doanh nghiệp, những doanh nhân. Một lời hướng dẫn từ nơi Chúa có thể khiến cho bạn được vượt cao trong ơn của Chúa. Tôi nhìn thấy điều này trong những năm tháng qua. Thì tôi đã thách thức và khích lệ anh chị em nhìn vào trong lịch sử để chúng ta có thể thấy những việc đó trong tương lai. Ở giữa cơn khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ này sau Thế chiến thứ hai, thì chúng ta thấy một cái bức ảnh rất là tương phản. Trong lúc có những người xếp hàng để đi xin bánh tây lạc và súp để chấm ăn cho đỡ đói, thì có những người trở nên rất là giàu có vì họ có một sự thông sáng. Anh xem Đức Chúa Trời khi Ngài ban phước, Ngài dẫn dắt chúng ta. Có thể chúng ta gieo ở trong những lúc mà chúng ta thấy rằng theo như cái sự hiểu biết khôn ngoan, tạm gọi là sự khôn ngoan hiểu biết phổ thông, cái common sense, thì không thể được. Nhưng mà Isaac ông gieo giống ở trong kỳ hạn hán, thì Đức Chúa Trời đã cho ông thu hoạch được gấp trăm lần hơn những gì ông gieo ra. Cảm ơn Chúa. Có sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ làm đúng việc, đúng lúc. Một ý tưởng từ nơi Chúa Ngài ban cho chúng ta áp dụng, chúng ta làm theo, chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Ngài có thể ban phước trên chúng ta mọi mặt. Ở đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Vì có một đường lối của Chúa gọi là đường lối cao hơn đường lối của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ý tưởng của Ngài cũng cao hơn ý tưởng của chúng ta. Ý tưởng của chúng ta không phải là ý tưởng của Ngài. Khi chúng ta được sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ làm những việc và sẽ đem lại kết quả một cách lớn lao. Vì Chúa dẫn dắt thì không thể nào là sai trật được. Chúa Ngài sẽ ban phước. Ta cầu nguyện cho
các anh chị em là những người, những doanh nhân. Sau ngày ban phước để VVC Houston sẽ có những triệu phú. Và tôi cầu xin Chúa ngày mặc khải, ngày ban phước sự khôn ngoan thiên thượng đổ xuống trên anh chị em. Trong thời giờ anh chị em yên lặng ở trước mặt Chúa, Chúa có thể chỉ chúng ta làm một công việc gì đó. Tôi lấy ví dụ đến cho em có thể thấy được ở đây. Trong lúc dịch lệ bắt đầu xảy ra, để có những cái ý tưởng đến cho một nhóm người. Nhu cầu của găng tay để người ta đeo để bảo vệ an toàn trở nên một cái nhu cầu rất là lớn. Anh em thấy khi nhận biết được điều đó và đầu tư vào, chúng ta sẽ thấy sẽ có một cái lợi nhuận rất là lớn. Có những công ty trước đây là họ làm rượu mạnh để bán. Họ đổi hướng để họ làm cồn để giúp cho người ta sát trùng. Bởi vì một chai cồn ở trong những ngày cao điểm của dịch lệ COVID thì chúng ta thấy rằng bán đắt hơn một chai rượu mạnh. Nhiều ý tưởng Chúa có thể ban cho chúng ta ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Thì qua đêm Chúa có thể cất nhắc chúng ta lên và đặt chúng ta vào trong vị trí. Chúng ta sẽ có nhiều điều kiện hơn để chúng ta hầu việc Chúa và giữ phần vào công việc của Chúa. Sự dẫn dắt của Chúa. Thứ ba, sự dẫn dắt của tầng mưu luận sẽ đến với chúng ta khi chúng ta nhận. Hãy nhận sự dẫn dắt của Chúa. Luôn cầu vấn Chúa trước khi hành động. Lạy Chúa Thánh Linh, đây là điều con nghĩ, nhưng xin Chúa Ngài bày tỏ cho con ý của Ngài. Anh xem có bao giờ cầu nguyện với Chúa như vậy không? Tôi thường xuyên cầu nguyện như vậy. Lạy Chúa, đây là ý của con. Nhưng Chúa Thánh Linh, Ngài là thần chân lý, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Xin bày tỏ ý của Ngài, rồi lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa. Lạy thần chân lý, xin bày tỏ sự thật của vấn đề như thế nào. Vì có những điều mà chúng ta có thể thấy rất thật, nhưng nó không phải là sự thật. Chúa Thánh Linh, Ngài có thể chỉ ra cho chúng ta. Thánh Linh sẽ đáp lại với sự chỉ dẫn của Ngài và chúng ta sẽ được Chúa Ngài dẫn dắt. Điều chúng ta cần làm đó là đừng để cho tội lỗi làm cho điếc tai. Chúng ta không còn nghe tiếng phán của Chúa được một cách rõ ràng nữa. Khi thần mưu luận hành động, bạn sẽ không phải hối tiếc, thất bại bao giờ. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, bạn sẽ được kết quả lớn hơn. Thần mưu luận sẽ giúp đỡ cho bạn dẫn bước chân của bạn kết quả lớn hơn là hiện tại. Đây là điều mà chắc chắn chúng ta sẽ thấy trong đời sống của chúng ta. Ngài dẫn bước chân của chúng ta, Ngài dẫn lối cho chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta đường phải theo. Và chúng ta đã thấy ở trong Ê-sai 50 câu 5, Đức Giê-hô-va đã mở tai của ta, còn ta không chống lại cũng không thối lui. Tôi nhân danh Chúa trong thời giờ mà truyền lệnh cho lỗ tai của anh chị em mở ra trong thời gian này. Hãy mở ra đối với tiếng phán của Đức Thánh Linh với sự dẫn dắt của Chúa. Để mỗi ngày anh chị em có thể sẽ nghe tiếng phán. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay quẹo trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ sau: đây là đường, cứ đi theo đó. Anh chị em, chúng ta bắt gặp chính mình ở ngã ba như thế này rất là thường, phải không? Khi ngươi lưỡng lự không biết phải quẹo phải hay quẹo trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: đây là đường, cứ đi theo đó. Có những người tập nghe tiếng phán của Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn dắt con. Rồi lên xe bắt đầu lái. Đến cái chỗ có thể quẹo trái quẹo phải, hỏi Chúa, lạy Chúa Thánh Linh, con phải quẹo trái hay quẹo phải chỗ này. Học lắng nghe tiếng phán của Chúa, Chúa dẫn dắt. Và cuối cùng thì đến đúng cái nơi mà sau này nhìn lại thật là phước hạnh. Có những toán truyền giáo ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, họ cũng làm như vậy. Lạy Chúa, Chúa biết cái người cần nghe tin lành của Chúa đang ở đâu. Chúng con sẵn sàng nói, bây giờ xin Chúa Ngài dẫn dắt. Họ bắt đầu họ lái xe, nghe tiếng phán của Chúa, Chúa bảo quẹo trái chỗ này, quẹo phải chỗ kia. Chú ý nhìn vào trong một quán tiệm nào đó. Rồi có một sự lôi cuốn của Chúa trong tấm lòng của họ dừng lại ở trước một cái tiệm bán cà phê Starbucks chẳng hạn. Họ bước vào trong cái chỗ đó lắng nghe thì thấy có những người cần được chữa lành. Và họ đã cậy ơn của Chúa chữa lành cho những người ở tại đó.
tin lành của Chúa được rao giảng, người ta được cứu. Có những sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi chúng ta chịu vâng lời Chúa và học lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài. Dắn anten của mình lên, lắng nghe tiếng phán của Chúa, rồi chúng ta sẽ được Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta. Tai của ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau. Đây là lời mà Chúa Ngài hứa. Đây là con đường hãy đi theo. Cảm ơn Chúa. Phải có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để có ý nghĩa trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu không có thần mưu luận, tôi không thể ở trong chức vụ như ngày hôm nay. Lý do mà tôi quý vô cùng và quyết tâm chia sẻ, truyền thụ. Để trong số các anh chị em có những người chịu lắng nghe, chịu học hỏi, chịu áp dụng. Chúa sẽ dấy lên nhiều người nữa có khả năng để nghe được tiếng phán của Chúa. Để rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng phán của Chúa cho những việc trọng đại liên quan đến cả một đất nước, một xứ sở, cả một vùng của thế giới. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng hậu thuẫn chúng ta và hướng dẫn chúng ta khi chúng ta có lỗ tai chịu lắng nghe. Chúa phán dạy chúng ta mỗi ngày. Cho nên hãy lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài. Tôi công bố mở cùng một ơn mà Chúa Ngài đã ban trên hết thảy anh chị em. Trong những ngày sắp đến, chúng ta sẽ có nhiều người có thể nghe được tiếng phán của Chúa cho nhiều quyết định ở trong đời sống của chúng ta. Nghe được tiếng phán của Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta biết lời phải nói, việc phải làm ở trong ơn của Chúa. Nhiều người đang chờ đợi. Phía sau của sự dẫn dắt và vâng lời của chúng ta là những cuộc đời sẽ được gặp gỡ Chúa, sẽ được phước, sẽ được chữa lành, sẽ được giải cứu, sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cháu giáo xin mở ơn mà Chúa Ngài đã ban trên hết thảy anh chị em chúng con ở trong thời gian này. Cho lỗ tai của chúng con được nhạy bén để nghe tiếng phán của Chúa. Ngũ quan thuộc linh của chúng con trở nên nhạy bén với sự hướng dẫn của Ngài. Để chúng con có thể cảm nhận. Để chúng con có thể nghe. Chúng con có thể thấy. Chúng con có thể nếm được. Sự hiện diện và dẫn dắt của Ngài ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa ban ơn để hết thảy anh chị em của chúng con. Lệnh người đang nghe và sẽ nghe bài học này. Tai được mở ra. Để nghe. Chúa dẫn dắt. Để có thể nghe nhu cầu của những người lân cận. Và nhạy bén đủ để chúng con có thể nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Qua lời khôn ngoan và tri thức. Để chúng con sẽ cứu giúp họ. Là Chúa con cầu nguyện. Để hết thảy anh chị em chúng con miệng sẽ là những người có cái miệng lưỡi được dạy dỗ. Để chúng con sẽ an ủi những người mệt mỏi. Để chúng con sẽ an ủi giúp đỡ cho những người có cần. Cầu nguyện nguồn của tất cả phước hạnh xin rót đổ vào trong đời sống của mỗi anh chị em chúng con. Các doanh nhân được Chúa Ngài ban phước. Để có những ý tưởng, có những công việc mà Chúa Ngài ban phước cho. Hầu cho anh chị em chúng con sẽ thành công và có nhiều điều kiện hơn để hầu việc Chúa. Cho tất cả các ban, các ngành ở trong hội thánh của Chúa, các lãnh đạo, Chúa Ngài ban phước. Để ngũ quan của chúng con được Chúa Ngài làm cho được sắc bén ở trong thời giờ này. Để tai của chúng con có thể nghe một cách sắc bén như tai của những chú chó nghe một cách rõ ràng từ xa. Mũi có thể đánh hơi được. Mắt sẽ như mắt của chim phụng hoàng. Có thể thấy một cách chính xác từ độ xa. Cảm ơn Chúa. Miệng của chúng con, Chúa ơi. Chúng con giao cái miệng, cái lưỡi của chúng con ở trong tay của Ngài Thánh Linh ơi, xin Ngài giúp đỡ. Để bông trái của Thánh Linh đó là sự tự chủ sẽ thể hiện. Cái miệng của chúng con là cái miệng được Chúa Ngài dạy dỗ. Xin đánh thức chúng con dậy mỗi buổi sáng, đánh thức lỗ tai của chúng con để nghe tiếng phán của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Rồi Chúa giáo sử dụng hết thảy chúng con cho vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cho dấu con đã làm phần của mình, giải thích
chia sẻ những kinh nghiệm cho anh chị em chúng con. Bây giờ con giao họ trong tay Chúa, xin Chúa Ngài làm những điều mà con không thể làm được. Chúa sẽ dấy lên một đội ngũ của những người có những lỗ tai thính với tiếng phán của Ngài. Mắt của chúng con sắc bén để nhìn và nhận biết. Miệng của chúng con sẽ là miệng có những cái lưới, cái miệng được dạy dỗ của những người được dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Chúa. Tại Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng chị em sẽ thấy một mức độ tươi mới. Một mức độ mà chúng ta sẽ nghe được tiếng phán của Chúa một cách rõ ràng. Chúa mở mắt để anh chị em sẽ thấy những việc siêu nhiên. Thì nơi Chúa luôn cả thấy những thế giới vô hình. Và chúng ta nhận biết được những hoạt động của thế giới vô hình. Bởi vì Chúa ngày mở mắt cho chúng ta và chúng ta nhạy bén để chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa cũng như nhận biết nhu cầu của những người lân cận của chúng ta vượt xa những điều họ kể, họ cho chúng ta biết vì nó chỉ là ngọn ngành. Còn Chúa ngày sẽ chỉ chúng ta có sự nhận biết, chúng biết tận gốc rễ để khi chúng ta phục vụ, chúng ta giúp đỡ, chúng ta có thể giúp đỡ tận gốc rễ của vấn đề. Chúc anh chị em thành công trong bước đường theo Thánh Linh. Chúc anh chị em thành công trong việc bước theo Thánh Linh. Nguyện xin Chúa ngày ban phước anh chị em sẽ được kết quả một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Tuần tới trở lại chia sẻ cho nhau, chúng ta được Chúa ngày dẫn dắt, chúng ta áp dụng, chúng ta làm theo và chúng ta thấy kết quả như thế nào. Chúa ban phước cho anh chị em. Shalom. Chúa ở cùng. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.